Sư đoàn 1 bộ binh quân Việt Nam Cộng Hòa cùng với lính thủy đánh bộ Mỹ chiếm lại Huế. Triều đình nhà Nguyễn xây dựng pháo đài Huế vào đầu thế kỷ thứ 19, phỏng theo kiến trúc kiên cố của Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Đại đội Delta của lính Mỹ cùng với tiểu đoàn 1, trung đoàn 5 quân Việt Nam Cộng Hòa và lính thủy đánh bộ đã tiến đánh Huế. Đại úy Myron Harrington, tôi nhớ nhất là khi đến Huế nói chuyện với một sĩ quan đại đội khác đã tham gia chiến dịch tái chiếm Huế được 2 ngày. Anh ta kể lại tình hình chiến sự một cách rất chân thực mà không hề thêm thắt gì cả, nhưng cũng đủ làm cho tôi hết vía.